Chuyển sang ghi nhận tại huyện Đất Đỏ, chiều ngày 17 tháng 8, Ủy ban Nhân dân huyện Đất Đỏ tổ chức công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý ngành giáo dục và các đơn vị sự nghiệp. Lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện Đất Đỏ đã công bố 17 quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện bổ nhiệm hiệu trưởng 2 trường tiểu học, 13 hiệu phó các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở. Đối với 2 đơn vị sự nghiệp công lập, Ủy ban Nhân dân huyện bổ nhiệm ông Huỳnh Ngọc Hải, Phó Giám đốc Công ty Công trình Đô thị huyện, giữ chức vụ Giám đốc Công ty. Ông Phan Văn Bảo Quốc, viên chức Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện, giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm. Theo quyết định và chúc mừng các cán bộ vừa được bổ nhiệm, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Đất Đỏ mong muốn trên cương vị mới, các cán bộ lãnh đạo, quản lý sẽ không ngừng tu dưỡng phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn và nỗ lực nhiều hơn nữa cùng đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.